Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Hà Hồ bất ngờ than thở với lời hứa chăm con hộ của Kim Lý. Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã chia sẻ loạt khoảnh khắc vô cùng dễ thương của cả gia đình dịp cuối tuần. Cô còn tranh thủ bóc phốt ông xã. Cụ thể, cô đăng ảnh Kim Lý nằm giữa hai con Leon cùng Lisa. Trong khi hai nhóc tì mắt vẫn thức, thì người đàn ông của Hồ Ngọc Hà đã ngủ say sưa. Cô cảm thán, để anh chơi với con cho em ngủ đi. Kết quả là chưa thấy chăm hai nhóc tì ngủ mà Kim Lý đã ngủ ngon một cách say sưa như thế này. Leon và Lisa là hai nhóc sinh đôi của gia đình Hồ Ngọc Hà và Kim Lý sau hơn 3 năm bên nhau. Hai bé chào đời vào tháng 11 năm 2020, nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Kể từ sau khi Hồ Ngọc Hà hạ sinh cặp song sinh Leon và Lisa, Kim Lý thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc chăm con vừa tận tụy đáng ngưỡng mộ. Không những vậy, Kim Lý cũng thường xuyên chia sẻ những thước hình vừa chăm sóc con nhưng không quên khoe body vạm vỡ, khiến nhiều người đặt cho anh cái tên ông bố nóng bỏng nhất vi biết. Có lần phút giây Kim Lý vừa ôm chặt con trên tay vừa nhún nhảy vui vẻ thu hút sự chú ý. Hành động của Kim Lý khiến Hà Hồ chỉ biết nói: tớ rất là nhức đầu nhé. Một lần khác anh lại trổ tài bế con kiểu thụy điển khiến Hà Hồ bất ngờ. Hà Hồ sau khi sinh con thường xuyên chia sẻ những hình ảnh các con lên mạng xã hội. Dù không phải là lần đầu tiên được đăng tải, nhưng mỗi lần đăng lại thu hút rất nhiều sự quan tâm. Có thể nói cặp sinh đôi nhà Hà Hồ không chỉ ngậm thìa vàng từ lúc ra đời mà còn sở hữu luôn vẻ ngoài cực phẩm, thừa hưởng gen trội từ cả bố lẫn mẹ. Cách đây không lâu, Hà Hồ từng khoe ảnh tận mặt hai con khiến cư dân mạng thích thú. Cô bé Lisa sở hữu đường nét thanh tú của mẹ Hà Hồ, vầng trán cao, đôi mắt hai mí to tròn cùng sống mũi cao nhỏ nhắn. Lisa hứa hẹn sẽ trở thành một mỹ nhân trong tương lai đây. Nhưng điều mọi người chú ý chính là cô thừa nhận mình xếp xó sau khi Lisa ra đời. Có thể thấy Kim Lý đúng chuẩn ông bố bỉm sữa vừa chu đáo vừa hài hước. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.